Lâm Vĩ Dạ ốm nặng hủy sạch show, ngồi xe lăn nhập viện khiến fan lo lắng. Mới đây trên trang cá nhân, Lâm Vĩ Dạ chia sẻ hình ảnh nằm viện khiến người hâm mộ lo lắng. Lâm Vĩ Dạ chia sẻ, hiện tại tình hình sức khỏe của Lâm Vĩ Dạ không tốt, bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn tiền đình, nên Lâm Vĩ Dạ xin phép hủy các show từ ngày hôm nay đến cuối tháng. Khi nào sức khỏe Lâm Vĩ Dạ hồi phục sẽ tiếp tục nhận show, mong tất cả các bầu show và sản xuất thông cảm. Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn bè và người thân. Theo đó, nữ diễn viên hài được các bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn tiền đình, phải nằm viện để chăm sóc điều trị, phải hủy tất cả các show diễn từ đây đến cuối tháng. Trước sự quan tâm lớn của dư luận, phía đại diện Lâm Vĩ Dạ lên tiếng trấn an người hâm mộ. Theo vị này, sức khỏe của nữ danh hài đang dần bình phục. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã gửi lời thăm hỏi, động viên. Được Thoại Mỹ tới thăm, nghệ sĩ Hồng Nga xúc động. Tao thương mày lắm, bây giờ tao còn ai nữa đâu. Mới đây trên kênh YouTube chính thức của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ đăng tải một đoạn clip quay cảnh cô tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga. Nghệ sĩ Hồng Nga là một nữ nghệ sĩ cải lương tài danh thuộc thế hệ gạo cội cùng thời với nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, Ngọc Dầu, Lệ Thủy. Hiện tại bà đã tuổi cao sức yếu và bị lẫn nhiều. Nhà của nghệ sĩ Hồng Nga nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, khá chật vật và cũ, không có nhiều đồ đạc. Do đã già yếu nên bà để luôn một chiếc giường ở phòng khách nằm nghỉ và tiếp khách luôn cho tiện, không phải đi lại nhiều. Vì đã bị lẫn, chỉ nhớ không còn minh mẫn, nên ban đầu gặp mặt nghệ sĩ Hồng Nga không nhớ nổi tên nghệ sĩ Thoại Mỹ, dù bà cũng mang máng nhận ra mặt đàn em. Nghệ sĩ Thoại Mỹ gợi ý mãi, nhưng nghệ sĩ Hồng Nga vẫn không thể nhớ tên. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn bày tỏ tình cảm quý mến dành cho Thoại Mỹ, người con gái trên sân khấu mà bà từng dìu dắt nhiều năm. Khi thấy Thoại Mỹ mang hoa quả tới thăm, bà xúc động nói, mày làm vậy tao khổ sở đau lòng lắm, tao thương mày lắm, bây giờ tao còn ai nữa đâu. Về phía mình, nghệ sĩ Thoại Mỹ liên tục thể hiện lòng yêu thương, những hành động trìu mến dành cho bậc gạo cội sân khấu Hồng Nga. Cô ôm nghệ sĩ Hồng Nga vào rồi tự tay đút trái cây cho bà ăn. Cô nói với nghệ sĩ Hồng Nga, con không dám mua chè mua bánh vì sợ má ăn đường huyết lên cao không tốt. Ngày xưa má diễn trên sân khấu với con, má đánh con quá trời, đánh lăn từ cầu thang xuống mà giờ má không nhớ con là ai, buồn quá. Do nghệ sĩ Hồng Nga thường vào vai đào mụ phản diện trên sân khấu. Theo chia sẻ, nghệ sĩ Hồng Nga đã yếu nhưng vẫn cố gắng đi lại trong nhà. Mỗi lần đi đều phải có người dìu. Bà ăn ngày một ít đi nhưng được cái thích ăn vặt, ăn chè. Tuy nhiên tinh thần của nghệ sĩ Hồng Nga vẫn rất tốt. Khi biết nghệ sĩ Thoại Mỹ sắp tổ chức show cùng một số nghệ sĩ khác và mời mình đến dự, nghệ sĩ Hồng Nga nhất quyết đòi tự đi một mình, không cần ai dắt. Bà còn nói với Thoại Mỹ, tôi tự thân lo được, không cần ai dắt. Bảo người ta dắt tôi đi là không coi tôi ra gì. Không những vậy, nghệ sĩ Hồng Nga còn tự tin, tôi ca vẫn rất mượt mà, hay lắm, vẫn y chang như xưa, không có gì thay đổi. Vừa nói xong, nghệ sĩ Hồng Nga cất giọng ca một đoạn vọng cổ ngọt lịm, hơi khỏe dài, khiến ai cũng trầm trồ. Dù đã lẫn nhiều, nhưng hễ cứ hát vọng cổ là nghệ sĩ Hồng Nga nhớ vanh vách, không quên chữ nào. Không chỉ vọng cổ, nghệ sĩ Hồng Nga còn hát bolero rất mượt mà, đậm cảm xúc. Giọng bà tuy đã khàn, nhưng ca câu nào ngọt lịm câu đó.